Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mắt Kính Titan của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn chủ đề 10 ưu điểm tuyệt vời của kính cận mỏng bạn nên biết. Kính cận mỏng là dòng sản phẩm kính cận được ưa chuộng nhất hiện nay. Những người bị cận có xu hướng sử dụng kính cận mỏng nhiều hơn thay vì sử dụng những sản phẩm kính cận thông thường. Tại sao kính cận mỏng lại được tin dùng như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về dòng sản phẩm này. 10 ưu điểm tuyệt vời của kính cận mỏng. 1. Kính cận mỏng có xuất xứ tại Nhật Bản, đất nước của những sản phẩm tốt nhất, với đặc điểm là một đất nước có số lượng người bị cận lớn, nên Nhật Bản đã nghiên cứu dòng sản phẩm kính cận mỏng tối ưu nhất cho người bị cận. 2. Chất liệu kính cao cấp đem lại sự thoải mái cho đôi mắt. 3. Độ mỏng của kính được tối giản hơn so với sản phẩm kính thông thường. 4. Chống xước hiệu quả. 5. Chống bức xạ máy tính nhờ mang tán xạ bức xạ máy tính. Điểm đặc biệt của dòng sản phẩm kính cận mỏng khiến dòng ánh sáng từ máy tính sẽ bị tán xạ ra những hướng xung quanh mà không ảnh hưởng trực tiếp đến đôi mắt của chúng ta. 6. Chống nắng, chống tia UV hiệu quả. 7. Chống bám nước khi đi dưới trời mưa. 8. Người đeo kính không bị mỏi mắt, nặng mắt. 9. Đem lại thẩm mỹ cho đôi mắt. 10. Giá cả hợp lý. Với 10 ưu điểm tuyệt vời trên, giúp người bị cận luôn cảm thấy thoải mái khi sử dụng kính cận mỏng. Bạn đã có kính mỏng chưa? Nếu chưa thì hãy tới ngay địa chỉ của kính cận mỏng, Kính Cận Sài Gòn, địa chỉ 503 Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm dòng sản phẩm mới này. Chắc chắn bạn sẽ bị kính cận mỏng chinh phục hoàn toàn ngay từ trải nghiệm lần đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Mắt Kính Titan của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và comment. Và đừng quên ấn vào nút subscribe, đăng ký phía bên dưới để thường xuyên theo dõi những video mới nhất của kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.